Hai buổi không? Hai buổi. Ok, đi ra. Con hái ổi đi, hái được không? Con hứng hứng vào đây để bố cắt cho. Nắng không thộn? À con khế này thộn này. Hay khế không? Rồi khế trước đi. Khế đó. Cái này treo lên hả? Đeo cần này cho. Thấy có khế chưa? Kiếm đi. Trèo lên, trèo được không? Đây có giáp tay trèo. Giữ tay. Trèo nữa lên. Mạnh mẽ lên. Đây. Rồi, đứng hẳn trên. Hái đi. Hái. Đi một lấy cái này. Rồi, còn nữa. Đây giữ rồi, con đây con giữ rồi, con cháy nữa. Đứng ở đây. Được không? Kiếm đi. Hết chưa? Không thấy hả? Chắc hết rồi đấy. Xuống, bước xuống, sợ gì? Thanh niên. Hái tiếp ổi không? Con ra hái ổi đi. Bỏ cái đầu xuống. Bỏ xuống đất đi. Xong lấy tay ra hái, hái được không? Hử? Ổi đâu? Với tay đi một cắt cho. Với tay lên chạy ổi. Ờ ra hứng đi. Hứng được không? Nó bự lắm. Đây bỏ vào đây. Nhặt lên. Còn bò ăn mất. Thôi bây giờ hãy mướp tiếp đi. Mướp đâu? Coi còn cháy gì không? Đây này. Đây này. Cao quá, không được, không lấy được. Đây nữa này, đây này, treo lên một lấy. Đây hả, bố lấy cho, ghi rồi nha. Ngồi im mà đếm quả đi để bố lấy. Nữa nha. Ừ. Nữa nha. Rồi, thộn cầm lên chụp hình. Mớ quả với thộn. Thuận coi còn cái quả gì còn hái được không? Quả méo rồi. Hử? Được rồi. Đo nhảy vô chỗ em nắm ngồi luôn. Còn quả tắc. Quả tắc bé xí. Quả sabu chê. Quả chê à? Hả? Đây quả thân kỳ nữa này. Thân kỳ sắp sửa thu rồi. Mỡ kia. Đau mắt thì cái lông phải ngọt. Thôi được rồi.
Thuận bê trái cây về nhà đi, tối nấu ăn. À, vào để mẹ bổ trái cây ăn. Còn gì nữa? Thuận vẫn kêu còn cái gì nữa? À, quả kia hả? Bé quá. Hành được không? Hành mạnh đi xem nào. Dùng hết sức xem nào. Hey. Không vào nhà. Ủi ngon không? Ai chồng? Bố chồng. Bố chồng. Thích chồng mai bố chồng nữa ha. Cảm ơn bố vì trồng cây chưa? Cảm ơn bố trồng cây. Cảm ơn. Quay lưng lại thế hả? Quay mặt lại chứ. Quay đây khoanh tay và cảm ơn chứ. Cảm ơn. Ok ok. Con bon không ăn được ổi. Con biết ăn được cái mật lắm. Thơm ạ. Bẹn không ăn được.